Chào các bạn, rất vui mừng đã quay trở lại với kênh Nguyên Hùng Audio. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một âm ly có mức giá rất là đặc biệt. Nó chỉ khoảng 2 triệu, nó chỉ hơn 2 triệu thôi. Thì chính xác là 2 triệu 2. Thì âm ly Onkyo Liverpool R100. Một dòng âm ly có tích hợp tính năng radio rất là đặc biệt, nhìn rất là nhỏ gọn, size 43 chuẩn. Nhưng với cái size này thì chúng ta có thể để đầu đĩa là lên, không có sợ nó bị trên lệch, nó nhìn rất là đẹp. Thì với mức giá này thì nó thể hiện rất là tốt. Nó là một dòng âm ly được sản xuất tại Nhật Bản luôn, điện 100V. Thì các chức năng nó cũng rất là cơ bản, nó cũng chỉ có nút lớn nhỏ và các nút chọn kênh vào thôi. Dòng âm ly này nó tự chỉnh, căn chỉnh bắt chép rồi, chúng ta không có nút chỉnh đó nha. Thì nó có cái cổng vào. Cái màn hình này khi chúng ta, khi mình quay bằng camera thì nó không rõ lắm, chứ bên ngoài nó rất là sáng. Quay camera đây, mình quay hướng này thì các bạn mới thấy rõ, tại màn hình nó sáng quá, chúng ta nhìn giống như màn hình nó bị chói vậy. Nhưng màn hình còn rất là đẹp nha. Đây. Đây là nút volume, đây là nút nguồn. Đây, logo Onkyo R100. Thì đây là một dòng âm ly mà nếu như các bạn có những cái nhu cầu mà không có phải là đòi hỏi quá cao cấp thì có thể chơi nó. Âm thanh nó ra khá là tốt, chất âm nó, khi mình đã thử kéo trong clip này, mình sẽ kéo luôn gặp loại 2,5 này, các bạn nghe nó sẽ rất là chắc khỏe, nó hầu như cũng không có khó chơi, nó rất là dễ chơi. Chúng ta chơi những dòng loa khoảng 2,5 trở lại là được rồi. Thì Onkyo R100 nó có công suất là 80W và được sản xuất tại Nhật Bản. Nó xài 4 con sò xà ken lớn, sò thang xà ken lớn giống như những cái dòng sò trong những cái âm ly Pioneer 7008, nên nó cũng kéo rất là lực. Ok, thì mình sẽ test luôn để các bạn cùng thưởng thức chất âm của một cái dòng âm ly rẻ tiền nó như thế nào. Trong là rất là đáng tầm tiền, để đáng để chúng ta chơi, bỏ ra số tiền như vậy để chơi. Mình về thành phố đây rồi, chốn ăn chốn vui là mặt gian lao ngần này phép dòng chơi, dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lĩnh xa đánh giặc từng giờ, viết trăm lá thư để hẹn hò cho buổi hôm nay, đời chỉ có nói mà đường yêu chân bước vào rồi. Kín vai sương tóc lệch đường ngồi, đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm này, đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền. Anh mơ hiện diện trên mắt môi em, mình trở lại với đơn vị bên hơi chuyến đi ngày về, nhưng kẻ phương xa đời còn thu vui xa, những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ. Vài sương tóc lệch đường ngồi, đã cho nhau vì nhau mà tới đời đêm này, đời đã bao đêm từ khi chiến đấu
lại với đơn vị. Bên hơi chuyến đi ngày về như kẻ phương xa, đời còn thu vui xa những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng. Rồi ok, mình hoàn thành xong bài Tết âm ly on kia R100 Liverpool, một dòng có mức giá rất là tốt dành cho những bạn nào mới trải nghiệm hoặc là những bạn nào mà muốn chơi âm thanh đơn giản trong những phòng ngủ hoặc là để trong những phòng làm việc, thì đây là một sự lựa chọn rất là lý tưởng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn thích video này hãy bấm nút like và chia sẻ để cùng ủng hộ mình nhé. Nếu như chưa đăng ký kênh của mình, các bạn có thể nhìn thấy màu nút màu đỏ dưới màn hình có chữ đăng ký, rồi bấm vào nút đó để có thể đăng ký kênh của mình cùng cập nhật sớm nhất những video mà Nguyễn Hùng Audio ra mỗi ngày. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip mới nhất đến từ Nguyễn Hùng Audio.